Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của Đồng Hồ Giờ Watt. Xin chào các cao su fan. Rồi, như thông lệ thì hôm nay Đồng Hồ Giờ Watt của chúng tôi lên sóng với anh em 5 mẫu đồng hồ cao su của phiên bản là dây da đang có mặt tại Đồng Hồ Giờ Watt của chúng tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một bây giờ anh em nhé. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên thì trên tay tôi đây là một em đồng hồ Casio với phiên bản là mặt màu trắng này, dây da. Em này thì có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là em nó có cả phần điện tử ở bên dưới này, kim số và điện tử kết hợp với nhau, nó rất là lạ mắt cũng rất là đẹp. Rồi, em nó có mã số đây là MTP VC01L7EUDF, giá là 1.778.000, và khi anh em mua lại thì giờ vẫn sẽ siêu 20% cho anh em nhé, 20% cho anh em. Vâng, và đây là cái thẻ bảo hành điện tử. Đấy, khi anh em mua thì sẽ cào cái lớp bạc này ra và chúng ta sẽ vào cái link bảo hành chấm anh chú quát ở đây. Chúng ta sẽ nhập cái mã ở đây vào và tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của anh em vào và chúng ta sẽ kích hoạt bảo hành cho em nó. Và chế độ bảo hành của thương hiệu đồng hồ Casio tại Việt Nam, máy 1 năm và pin 18 tháng tại các trung tâm bảo hành của Casio trên toàn quốc luôn. Rồi, size mặt của em này là size mặt 40, độ dày của em nó khoảng 7mm, 78mm, phù hợp với đa số cổ tay anh em người Việt mình rồi. Em này thì lên tay rất là dễ đeo và thiết kế cũng rất là độc lạ. Vâng, rất là độc lạ Bình Dương. Đây, phần dây của em nó đây, dây này. Đấy, phần mặt đáy của em nó đây. Mặt đáy của em nó thì bao giờ cũng có tem chống giả của anh Quy Watt này. Có các thông số kỹ thuật của em nó nằm ở phần mặt đáy này. Rồi, tôi sẽ lên tay luôn mẫu này cho anh em xem nhá. Đây anh em ơi. Đấy, lên tay rất là đẹp luôn. Thiết kế rất là đẹp ở mẫu đồng hồ này. Mặt sườn trái này là có hai cái đinh để chỉnh giờ điện tử cho em nó này. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ rất hay luôn, vừa điện tử vừa kim số rất là chất luôn. Vâng, và anh em có tay trung bình 15, 16, 17 thì đeo mẫu đồng hồ này rất ok nhá. Và khi anh em mua thì giờ vẫn sẽ sale 20% cho anh em. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai nào. Rồi, trên tay tôi đây là một em được thiết kế rất là khỏe khoắn mà cũng rất là thể thao. Như anh em quan sát thấy thì em này cũng rất nhiều chức năng khác nhau. Đấy, em nó thì có lịch ngày ở cọc số 6 giờ này, lịch thứ ở cọc số 3 giờ truyền thống này, và lịch 24 giờ ở cọc số là 9 giờ. Em này có độ chống nước là 50m, thoải mái cho anh em đi mưa rửa tay. Và viền benzen của em nó thì có các ký tự. Và em này có san mặt 42, dành cho anh em là có một tay khoảng tầm 16, 17, 18, 19. Đeo mẫu đồng hồ này rất ok luôn. Rồi, tôi sẽ tháo cống ra. Rồi, mã của em nó là MTP1374L1AVDF và giá là 2.270.000. Đấy, và đây cũng là cái tem bảo hành chính hãng cho anh em. Đấy, khi anh em mua thì sẽ cào lớp bạc này ra và vào cái link bảo hành chấm anh quy quát đây. Chúng ta sẽ kích hoạt bảo hành cho em nó anh em nhé. Em này có độ dày khoảng tầm là 10mm. Đấy, đeo rất là khỏe khoắn. Phần dây của em nó là được khâu chỉ trắng này để cho em nó nổi bật, rất là nổi bật luôn. Đấy, nổi bật luôn. Đây phần mặt đáy em nó đây. Vâng, mặt đáy thì bao giờ có tem chống giả của anh Quy Watt đây. Và em này thì gọi là dòng ba đinh 6 kim. Vâng, nổi bật nhất trên cái nền dây hồ này đó là cái kim dây màu đỏ này. Rất là nổi bật luôn. Đây tôi cho chạy này. Đấy, rất là nổi bật. Đấy, rồi tôi lên tay thử mẫu này luôn cho anh em. Rồi, đây anh em ơi. Mẫu đồng hồ này lên tay quá chất luôn đúng không ạ? Rất là khỏe khoắn này, rất là thể thao. Nói chung là mọi hoạt động của anh em có thể dùng được mẫu đồng hồ này. Tuy nhiên là dây da thì anh em nên kiêng nước một chút nhé. Kiêng nước một chút chứ không để xòe xõa nước thì dây da nhanh hỏng của bên tại người thôi anh em, đúng không ạ? Vâng, trên kim giờ kim phút của em này thì có dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh em. Rất là đẹp luôn anh em nhé, rất đẹp luôn. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi review hôm nay. Rồi, trên tay tôi đây là một em được thiết kế cũng rất là hay luôn anh em. Nhìn dáng rất cũng rất là thể thao luôn. Với phần cọc số rất là to bản, này, to bản, nhìn nó rất là khỏe. Phần kim dây cũng được điểm màu đỏ. Trên kim dây tạo cho mẫu đồ này nó rất là khỏe và rất là thể thao. Và ngoài ra em nó thì có là lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống này. Trên viền benzen thì cũng có ký tự này. Đấy, phần dây da màu nâu. Rồi giờ em nó khoảng tầm 90mm. Và em nó thì có size mặt khoảng 40. Em nó có mã là MTP-V004L7CUDF và giá là có 880.000 thôi. Rẻ như bèo tấm luôn anh em ạ, rẻ như bèo tấm. Đấy, và khi anh em mua online thì giờ bác cũng sale 20% cho anh em nhé. Sale 20% luôn cho anh em. Rồi, mặt đáy em nó đây anh em. Đấy, mặt đáy của em nó bao giờ có tem chống giả này. Và có các thông số kỹ thuật của em nó nằm ở mặt đáy này. Đấy, phần dây đây, dây màu nâu, rất là đẹp. Rồi, lên tay em nó cho nào. Đây anh em ạ, nhìn nó cũng rất là khỏe khoắn đúng không ạ? Đấy, các anh em thanh niên đeo mẫu đồ này tôi nghĩ rằng rất ok. Rất là đẹp, rất là khỏe luôn.
mặt idol trải kia nhá, lấp lánh luôn, lấp lánh mà rất là đẹp và giá quan trọng là rất là hạt rẻ, sale 20% cho em nó thì còn có khoảng tầm hơn 600.000 thôi. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ tư trong buổi review hôm nay. Rồi, đây là một em cũng không xa lạ gì với anh em nữa rồi. Em nó được thiết kế cũng rất là đẹp và rất là trẻ trung, rất là lịch lãm luôn. Rồi, em nó thì có chức năng lịch ngày ở cọc số 6 giờ này, lịch thứ ở cọc số 12 giờ, cân đối nhau trên dưới rất là đẹp. Ngoài ra thì bộ kim bút chì được điểm giả quang để sáng vào ban đêm cho anh em đây. Đấy, rất là sáng vào ban đêm cho anh em. Em nó thì cũng chống nước là 50m, thoải mái cho anh em đi mưa rửa tay luôn. Rồi, em nó là có size mặt là 38. Phù hợp với anh em là cổ tay trung bình nhá. Cổ tay trung bình và cổ tay nhỏ. Khoảng tầm 14, 15, 16, 17 là đeo mẫu đồ này rất ok nhá. Đấy, đẹp nhất là khoảng tầm 15, 16 là anh em đeo mẫu đồ này rất ok này. Đấy, rồi, lên tay em nó nào. Đây, lên tay em nó rất là đẹp luôn anh em. Này, quá chất luôn. Đấy, nó hơi nhỏ so với cổ tay của tôi. Anh em là cổ tay khoảng 15, 16 là đeo mẫu đồ này đẹp nhất luôn. Đây, mã của em nó đây là MTP1381L1AVDF và giá của em nó là 1.752.000 và khi anh em mua online thì giờ bắt cũng siêu 20% cho anh em nhé, siêu 20% cho anh em. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ 5, cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay. Rồi, trên tay tôi đây là một em được thiết kế rất là chất luôn anh em, rất là chất luôn. Với thiết kế là size vỏ là 42, dành cho anh em là có một tay trung bình trở lên nhá. Anh em ngổ tay khoảng tầm 17, 18, 19 là đeo mẫu đồng hồ này rất ok. Rồi, mặt đai của mẫu đồng hồ này là có những cái đường kẻ sọc ngang đây, rất là lạ. Ngoài ra nữa thì là có số la mã kết hợp với bản số rất là đẹp. Trên bộ kim số và cọc số là có điểm dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh em. Em nó thì có chức năng lịch ngày ở cọc số 2 giờ và kim rốn chạy phần dây ở cọc số 6 giờ đây. Rồi, mã của em nó đây, mã của em nó là MTP EX100L7AVDF giá là 3.161.000 và đây cũng là cái tem bảo hành chính hãng cho anh em. Rồi, mặt đáy của em nó đây, mặt đáy em nó đây sẽ có tem chống giả đàng hoàng cho anh em nhé. Phần khóa này đấy, phần khóa của em nó là khóa G3 này, rất là đẹp luôn, rất là sang trọng, đắt tiền hơn có khác đúng không ạ? Rồi, lên tay em nó cho nào. Rồi, đây anh em ơi, lên tay em nó để khỏi bàn luôn đúng không ạ? Đấy, rất đẹp luôn, trên cổ tay của tôi. Anh em là cổ tay khoảng tầm 17, 18, 19, đeo mẫu đồ này rất ok luôn. Quá đẹp luôn anh em ạ. Rất là chất luôn. Rồi, đi kèm với sản phẩm của em nó thì bao giờ có một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Casio đây anh em. Đấy, đây một chiếc hộp chính hãng. Rồi, bên trong thì có một quả xốp như này để cài sản phẩm cho anh em nhé. Rồi, trước hộp Casio của em nó là màu đỏ và gần đây thì Casio đã đổ hộp rồi. Rồi, 5 mẫu đồng hồ này hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi. Có địa chỉ đây, tại tầng G, trung tâm thương mại Garden, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 5, Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và khi anh em mua thì có thể kết bạn Zalo qua số hotline này hoặc gọi điện trực tiếp qua số hotline này anh em nhé. Và ngoài ra nữa thì The Watch có website. Đấy, trên 5 mẫu đồng hồ này anh em không ưng mẫu đồng hồ nào thì có thể lên website của chúng tôi. Xem những mẫu đồng hồ khác, những thương hiệu đồng hồ khác đang có rất nhiều trên website của chúng tôi. Rồi, trên 5 mẫu đồng hồ Casio ở đây thì anh em xem ưng mẫu đồng hồ nào thì hãy liên hệ ngay với The Watch để sở hữu em nó anh em nhé. Anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho đồng hồ The Watch của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Còn bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.